Hà Thương xin chào các bạn khán giả đã quay trở lại với bóng đá 24 giờ TV. Rất vui khi luôn được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin nóng nhất có trong 24 giờ qua của làng Túc Cầu. Ngay bây giờ các bạn hãy dành ra ít phút để cùng với mình cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày hôm nay. Giành vé sớm vào bán kết, huấn luyện viên U23 Malaysia nói điều chấn động về U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Brett Maloney cho rằng việc né tránh chủ nhà U23 Việt Nam là điều mà mọi đội bóng hướng đến nếu muốn tiến xa ở SEA Games 31. Đương nhiên là U23 Malaysia muốn tránh đội chủ nhà, họ có nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình và nhận sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả. Nếu hướng đến mục tiêu cao nhất, bất cứ đội nào cũng muốn tránh U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Maloney chia sẻ sau trận hòa 2-2 với U23 Singapore vào chiều 14 tháng 5. Tôi khá tiếc vì không thể giành trọn 3 điểm. Việc xây chắc ngôi đầu bảng sẽ giúp U23 Malaysia gặp nhiều thuận lợi để bước vào vòng bán kết. Tuy nhiên, bóng đá là vậy và chúng tôi phải chấp nhận. Giờ đây chúng tôi cần chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đối đầu U23 Campuchia. Chiến lược gia U23 Australia nói thêm. U23 Malaysia vẫn đứng đầu bảng B với 7 điểm và đã chắc chắn vào bán kết. Tuy nhiên, huấn luyện viên Maloney vẫn chưa nghĩ đến các đối thủ ở bảng A. Huấn luyện viên Maloney nói, chúng tôi chỉ muốn nghĩ đến trận đấu tiếp theo với Campuchia, chuẩn bị tốt cho cuộc đối đầu này cũng sẽ giúp chúng tôi sẵn sàng cho bán kết. Bảng A là bảng đấu cam go, bởi U23 Việt Nam, Indonesia và Myanmar đều mạnh. Đoàn quân của huấn luyện viên Brett Maloney giành được 7 điểm sau 3 trận đấu khi thắng Thái Lan, Lào và cầm hòa U23 Singapore. Kết quả này giúp cho U23 Malaysia dẫn đầu bảng xếp hạng. Đội bóng xếp thứ 3 ở bảng đấu này là U23 Singapore có được 5 điểm, tuy nhiên đã thi đấu đủ số trận. Trong khi đó, với thất bại trước U23 Thái Lan, U23 Campuchia chỉ có vẻn vẹn 3 điểm sau 3 trận đấu và đứng thứ 4. Ở lượt trận cuối cùng vòng bảng, U23 Campuchia sẽ đối đầu với U23 Malaysia. Dù có giành trọn 3 điểm trong trận đấu này, U23 Campuchia cũng chỉ có được 6 điểm. Chính vì vậy mà Malaysia là đội bóng đầu tiên của bảng B góp mặt ở bán kết. Suất còn lại của bảng đấu này, nhiều khả năng sẽ thuộc về U23 Thái Lan khi đội bóng này đã có được 6 điểm. Ở lượt trận cuối cùng, những chú voi chiến chỉ phải đối đầu với U23 Lào, đội bóng đã chính thức bị loại. Đoàn quân của huấn luyện viên Manu Ponking chỉ bị loại trong trường hợp đội bóng này phải nhận thất bại đậm trước U23 Lào. Cùng với đó là U23 Campuchia có được chiến thắng cách biệt trước U23 Malaysia. Hiện tại thì hiệu số của U23 Thái Lan đang là cộng, còn Campuchia là -4. Tuy nhiên điều này rất khó có thể xảy ra tại một giải đấu như SEA Games 31. Độc chiếm ngôi đầu bảng. U23 Việt Nam vẫn có nguy cơ bị loại sớm ở SEA Games 31 vì kịch bản khó tin. Thưa quý vị, dù đã có được ngôi đầu bảng sau chiến thắng tối thiểu trước U23 Myanmar, tuy nhiên về lý thuyết thì đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn có thể bị loại, qua đó lỡ hẹn với trận bán kết SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Chiến thắng trong trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Myanmar tối qua đã giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thăng lên ngôi đầu bảng A SEA Games 31 với 7 điểm có được. Hùng Dũng và các đồng đội thì gần như là đã nắm chạm tay vào tấm vé vòng bán kết. Ở loạt trận cuối, U23 Việt Nam chỉ phải chạm trán đại diện yếu nhất Đông Nam Á là U23 Timor-Leste. Dù vậy, vẫn chưa thể nói rằng U23 Việt Nam chắc chắn đã có mặt ở bán kết SEA Games. Nguy cơ đoàn quân huấn luyện viên Park bị loại ngay từ vòng bảng là vẫn có. Tuy nhiên, tỷ lệ để kịch bản nói trên trở thành hiện thực chỉ là 0,01%. Cụ thể, ngoại trừ U23 Philippines đã chính thức bị loại, loạt trận cuối bảng A sẽ là cuộc đua tan mã giữa U23 Việt Nam, U23 Myanmar và U23 Indonesia. Trong đó trận đấu của thầy trò ông Park là dễ thở nhất khi gặp đội bét bảng U23 Timor-Leste. Còn U23 Myanmar và Indonesia sẽ phải bước vào cuộc tử chiến, tranh giành tấm vé còn lại để bước vào vòng trong. Dù vậy, trường hợp khó tin để huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò bị loại sớm là khi mà trận U23 Indo và U23 Myanmar bất phân thắng bại. Trong khi đó, U23 Việt Nam để thua U23 Timor-Leste với cách biệt 3 bàn trở lên. Đây rõ ràng là kịch bản bất khả thi bởi tiểu quốc Samba từ lâu luôn bị coi là yếu nhất ở khu vực ASEAN. Thậm chí đất nước nhỏ bé này mới chỉ giành được duy nhất một chiến thắng trong tất cả các kỳ SEA Games từng tham dự. Thảm bại 0-4 trước U23 Timor-Leste có lẽ là điều mà đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo có muốn cũng không thể làm được. Với việc đã cầm chắc chiến thắng ở loạt trận cuối, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã gần như chắc chắn sẽ vượt qua vòng bảng với tư cách là đội đứng đầu bảng A. Nhiều khả năng trận bán kết 1 SEA Games 31 sẽ là màn đối đầu được người hâm mộ mong chờ nhất
đó là Việt Nam và Thái Lan. Voi chiến đang tạm xếp thứ 3 ở bảng B, nhưng trước mắt chỉ là hai đối thủ dưới cơ là U23 Campuchia và U23 Lào. U23 Việt Nam phụ thuộc quá nhiều vào Hùng Dũng, Hoàng Đức. Đẳng cấp của Hùng Dũng đã cứu cho U23 Việt Nam khỏi trận đấu bế tắc trước U23 Myanmar. Nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo và học trò thì còn nhiều việc phải làm. U23 Việt Nam gần như đã cầm chắc tấm vé vào bán kết sau chiến thắng 1-0 cho U23 Myanmar. Tuy nhiên, màn trình diễn của các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo trên sân Việt Trì chưa thể mang lại cảm giác tin tưởng. U23 Việt Nam bế tắc toàn diện trong 70 phút trước khi Hùng Dũng lên tiếng với pha dứt điểm đẳng cấp. Hùng Dũng và Hoàng Đức cũng là hai cầu thủ hiếm hoi của U23 Việt Nam chơi nổi bật ở trận đấu tối qua ngày 13 tháng 5. Trong khi Hùng Dũng thì ghi bàn duy nhất, Hoàng Đức cũng có những pha đi bóng uyển chuyển để kết nối lối chơi. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã đúng khi đưa cặp tiền vệ ở đội tuyển quốc gia xuống gánh vác nhiệm vụ ở đội U23. Dù vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc khó có thể hài lòng khi U23 Việt Nam hiện đang phụ thuộc rất nhiều vào các cầu thủ quá tuổi. Sự phụ thuộc này không chỉ thể hiện trên số lượng bàn thắng, 3 trong số 4 bàn của U23 Việt Nam từ đầu giải được ghi bởi cầu thủ quá tuổi, mà còn trên khía cạnh chơi bóng. Với vai trò tiền vệ trung tâm, Hùng Dũng và Hoàng Đức là cửa ngõ của U23 Việt Nam với vai trò điều tiết, kiến thiết và cầm nhịp lối chơi. Sau cả hai thì đang gần như là mọi vai trò trong cả khâu luân chuyển bóng, tấn công lẫn dứt điểm. Hoàng Đức phải lùi về rất sâu để cầm bóng, kéo bóng lên rồi đi bóng đột phá để mở khoảng trống cho đồng đội. Trong các pha bóng tiền đạo bị kèm chặt, Hoàng Đức phải nhô lên chơi như tiền đạo để dứt điểm. Tương tự, Hùng Dũng cũng đang kiêm nhiều vai trò trong lối chơi. Khả năng xâm nhập vùng cấm và chiếm lĩnh không gian của tiền vệ sinh năm 1993 được khẳng định ở cú sút một chạm trong hai bàn thắng vào lưới U23 Myanmar và U23 Indonesia. Nhưng Hùng Dũng thì khó gồng gánh đội liên tục ở nhiều trận đấu, ở giải đấu với lịch dày và cường độ cao ở SEA Games 31. Đây không phải giải đấu đầu tiên huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội bóng có các cầu thủ quá tuổi. Tại ASEAN 2018 hay là SEA Games 30, U23 Việt Nam đều có sự trợ giúp của các lứa đàn anh cho đội tuyển quốc gia. Nhưng ở hai giải này, các cầu thủ trẻ dù được đàn anh dẫn dắt nhưng vẫn biết cách tự ghi dấu ấn. Đơn cử như trường hợp của Quang Hải, Tiến Dũng, Đình Trọng, Văn Đức ở ASEAN 18 hay là Văn Hậu, Tiến Linh, Đức Trinh, Thành Trung ở SEA Games 30. Hạt nhân lối chơi vẫn được Thầy Park tập trung vào lứa trẻ, còn đàn anh thì chỉ giữ vai trò trợ giúp. Còn tại SEA Games 31, dấu ấn của cầu thủ U23 là rất mờ nhạt. Ngoài 3 cầu thủ quá tuổi, cặp trung vệ Việt Anh Thanh Bình và thủ môn Văn Toản, huấn luyện viên Park Hang-seo đang xào xáo các vị trí còn lại mà chưa tìm được cái tên ưng ý nhất. Ở hai biên, ông Park chưa biết nên sử dụng Văn Xuân ở cánh trái, Văn Đô cánh phải hay là Văn Xuân cánh phải, Tuấn Tài cánh trái. Tại trục giữa, Hoàng Anh và Công Đến luân phiên bị thay ra giữa chừng ở các trận đấu do không đảm bảo chất lượng chơi bóng. Trong trận tối qua, Công Đến được tung vào sân thay Hoàng Anh, sau đó lại bị rút ra nghỉ để nhường chỗ cho Quang Nho. Trên hàng tiền đạo, Mạnh Dũng và Văn Tùng thay nhau thi đấu nhưng đều chưa đạt hiệu quả. Khoảng tranh mênh mông về trình độ giữa Hùng Dũng, Hoàng Đức và phần nào đó là Tiến Linh với các đàn em có thể tạo ra sự đứt gãy, thiếu liền mạch về lối chơi. Các cầu thủ quá tuổi là nguồn lực bổ sung với sức mạnh chuyên môn lẫn lối chơi, đồng thời gồng gánh đội ở nhiều thời điểm. Nhưng về lâu dài, U23 Việt Nam cần một tập thể mạnh và đồng đều hơn là một vài cá nhân xuất chúng phải đảm đương quá nhiều vai trò. Huấn luyện viên Park Hang-seo chưa bao giờ hướng tới xây dựng đội bóng dựa trên một vài ngôi sao. Ông muốn xây dựng lối chơi tập thể, nhưng điều đó chỉ khả thi nếu như nhóm cầu thủ U23 nhanh chóng trưởng thành sau những trận đấu khó khăn trước U23 Philippines, Myanmar vừa qua. Thông tin trên là tin tức vừa được tổng hợp của Bóng đá 24h TV. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh của chúng mình. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp của các bạn thông qua phần bình luận bên dưới để cho mình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.